cái vai Trang của con sợ là mà. Nhân vật Trang luôn. Thì một cái nhân vật mà gây tiếng cười cho tất cả mọi người, mà hy vọng là tất cả cười nha. Thu Trang là chị Tiến Luật là nắm tuyến hài chính trong phim đó nha. Với lại cũng như đã phim ma rồi cho nên là ai cũng quay đêm hết, chứ không phải một mình Tấn Thành quay đêm, cho nên là bớt trễ công lại. Cảm ơn. Ok. Cái người cực nhất á là chị Quỳnh nha, là đóng là quán trang ma cùng Tiến Luật và bé Tham nữa. Nó diễn điên, nó diễn điên, thành thử ra là phải hóa ra một nhân vật điên, một cái cô y tá bị điên mà cực kỳ thương bé này, nó rất là nghiêm túc trong công việc. Để sao mới là cả chị Ngân Quỳnh là hai người rất là cực trong cái bộ phim đó. Thì cái già nó không nghiêm túc hả thầy? Ê, mình có nghĩ mình có nên làm bà Tiến Quân Thu Trang hả? Các con người mà em nghĩ làm sao quay từ sáng mà quay tới sáng hôm sau. Con người mà trời, quay 20 tiếng, 22 tiếng đồng hồ một cái cảnh quay. À nè, ở này không phải mình nói chứ thật ra nếu mà anh khổ quá thì cái người kế bên em khổ hơn 400 lần. Nó dây chính nó khổ đúng rồi. Tôi phải kể tôi phải kể công một chút xíu nha các bạn. Bạn này là cái đạo diễn trẻ mà tôi tin tưởng bạn trước độ mà tôi hy sinh, tôi liều mạng mà tôi quay với bạn đấy gần hơn 10 mấy đêm mà gọi là thức trắng. Và tôi quýnh cho sân thượng các bạn xem cái bộ phim này một lát nữa. Tất cả những đoạn đánh đấm té giật là Trấn Thành đóng thiệt. Không có mời Skatkader. Chỉ có cái đoạn nào mà té một cái rầm bể đồ bể đạn thì đau quá tôi phải nhờ Skatkader thế thôi. Chứ còn đánh đấm hay là đu dây làm cái trò gì là một mình thằng làm hết. Là coi như là tin tưởng bạn này phải làm hết mình luôn, là làm thiệt hết đó.